Shop lọc Sutaki, shop bán ạc refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lọc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Be Salmon. Ở tập trước thì mình khá là may mắn khi mà có một chuyến khám phá xuống Nether và bắt được khá những em Pokemon mạnh nè và cấp độ cao nữa chứ. Bên cạnh đó thì mình cũng đã chế tạo ra được một cái máy tính chứa đựng Pokemon nè. Và với máy tính này thì mình sẽ có một kho chứa Pokemon rất là to luôn, thoải mái mà bắt thêm những Pokemon mới á. Rồi, và trong ngày hôm nay thì mình dự định sẽ chế tạo thêm những quả bóng Pokemon, đó chính là những trái Ultra Ball này. Vì số tiền của mình trong tài khoản nó trơn rồi các bạn ơi, không có đủ để mua bóng Pokemon từ cái chị bán hàng này, nên bắt buộc phải chế tạo thủ công thôi. Và để chế tạo được thì mình đã nhân giống cái giường Apricorn của mình ra rồi, và mình cũng có chỉnh sửa lại một tí nhìn cho nó đẹp hơn nè. Tuy số lượng cây Apricorn nó không được nhiều, nhưng mà cái cảnh quan ở đây á, mình thấy nó cũng khá là ổn á. Và để làm được cái Ultra Ball thì Ultra Ball giống như vậy nè, thì mình cần phải có được cái Apricorn màu đen cũng như là Apricorn màu vàng á. Và màu màu đen đâu rồi? À đây đây đây, có màu vàng trước thì mình sẽ lấy màu vàng nhá. Rồi sau đó thì mình sẽ đi lấy màu đen ở góc bên đây. Mình thiết kế như vậy á, một phần là để trang trí, một phần là để mình nhảy lên nè và thu hoạch cho nó tiện luôn nhá. Bên đây thì mình cũng có trồng thêm một mớ Apricorn đen, vì mình thấy loại Apricorn này á khá là hữu ích luôn á, và chế tạo được nhiều loại bóng Pokemon khác nhau, nên mình trồng nó nhiều nhiều một xí. Và phía đằng kia là một cái hố Ultra kìa. Dù cái hố đó thì mình sẽ dịch chuyển tới thế giới Ultra hay sao ấy. Nhưng mà giờ thì chưa phải là lúc đâu. Để mình tranh thủ mình nung những cái Apricorn này ra nhá, để có cái mà chế tạo luôn. Ngoài ra thì mình cũng có nung một ít cái đỏ đây nè, cũng như là thức ăn. Đây là nguồn thức ăn mới á, chứ ăn bánh mì hoài nó cũng ngán các bạn ơi. Và mình sẽ cất bớt vô đây đi. Trong lúc chờ đợi á thì mình sẽ chế tạo thêm những cái đế bóng Pokemon nhá. Ở đây thì mình có 10 cái thôi, và dụng cụ để đập những cái đế này thì mình sẽ nâng cấp lên một xíu, không dùng bằng sắt mà mình sẽ dùng một loại khoáng sản mới, đó chính là cái nào mình có đủ ta. À đây nè, Ruby thì mình có tới mười mấy viên lần á, nên chắc mình sẽ làm thử một cây hammer bằng ruby xem coi tốc độ đào, ủa không, tốc độ đập những cái đế này nó có nhanh hơn không nhá. Để mình thử luôn, vì hiện tại mình chưa có những cái bóng chất nhờn á. Nếu mà mình có thì mình sẽ chế tạo một cái máy chuyên để đập những cái đế bóng Pokemon nè, giúp mình có thể thực hiện quá trình chế tạo bóng Pokemon dễ dàng hơn. Ui, nhưng mà công nhận là cái này nó đập nhanh hơn hẳn các bạn ơi. Ui, đây chính là sự khác biệt giữa cây hammer bằng ruby cũng như là cây hammer bằng sắt á. Cái này đập beng beng một phát là nó thành cái đế hoàn chỉnh hả? Còn cái kia đập từ sáng tới tối mới xong ấy. Bó tay thiệt sự. Rồi giờ thì mình sẽ tranh thủ đập nốt cái số này luôn nhá. Để coi nào, mình có được 5 cái. Là được 5 trái bóng rồi. Mấy cái này nấu xong chưa? Để mình chế tạo luôn cho nó tiện nhá. Đây, thì Apricorn đã nấu xong rồi nè. Mình sẽ đặt theo công thức giống như vậy để được cái phần nắp. Và được tới 4 cái nắp hả ta? 4 cái nắp thì còn thiếu, để mình lấy thêm cái đã. Chắc phải chia ra cho nó nấu nhanh hơn quá, chứ tình hình này là thấy nấu hơi chậm rồi đó. Nè, nấu gì cho nó nhanh nhá. Làm thêm một cái nữa cho chẳng 5 cái đi. Rồi mình sẽ bắt đầu chế tạo thêm. Ủa, và bóng chứa Pokemon thì nó cần phải có một cái nút bấm nữa. Nút bấm đây nè, mình có quá trời đá cội, nung hẳn một stack luôn đi, để sau này mình còn chế tạo thêm nữa. Đây, cho vô nè, từ từ nấu nha. Chia làm hai đi, để tăng tốc độ nấu tối đa. Rồi, và bây giờ phần nắp thì mình cũng cần phải đập ra nha các bạn. Chứ bây giờ cái nắp nó dẹp lép à, đâu có chế tạo được đâu. Phải đập cho nó hình bầu dục một xíu á. Đây, mình sẽ ngồi đây và đập nốt số này, rồi chúng ta sẽ trở lại với công việc chế tạo bóng Pokemon Ultra thôi. Và đây chính là cái nắp cuối cùng. Vậy là mình đã được 5 cái nắp hoàn chỉnh rồi nè. Nút bấm thì mình đang nấu được một ít để mình chế tạo ra nhá. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu công việc chế tạo những cái bóng chứa Pokemon Ultra thôi. Đặt theo công thức giống như vậy. Và được 5 trái nữa, tổng cộng là 7 trái Ultra rồi đó. Ở đây thì mấy cái Black Apricorn cũng nấu xong rồi nè.
Nhưng mà mình lại hết mấy cái yellow apricorn rồi, để mình ra cái khu vườn mình coi coi nó có chín thêm chưa nhá. Mình thấy cái vườn apricorn của mình á, nó cũng chín nhanh lắm á. Để ra kiểm tra lại nè. Đó, kìa 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 kìa. Cái này chín chưa? Đó, được một cái nữa rồi. Khá là tốt nha, từ từ mình sẽ thu hoạch thêm. Và mình có cái khu vực này muốn khoe với các bạn nè. Đây là cái sàn nhà mà sắp tới mình sẽ xây riêng cho mình. Một cái căn nhà chứ không có ở ké nhà của cô y tá nữa đâu. Ổng rồi, ở ké hơi bị lâu rồi đó. Ui, ở đây có B-Real nè. Hình như đây là boss các bạn ơi. Ủa đây là boss rồi nên mình không có bắt được đâu á. Để bây giờ mình sẽ thử có một chuyện trận chiến với boss Biril coi coi mình có thể đánh bại được không nhá. Ở đây á thì mình có 6 Pokemon nhưng mà em Totonator là cấp độ cao nhất nên mình sẽ cho em ấy làm tăng cơ nhá. Chiến đấu đầu tiên nè. Trận chiến giữa Biril cấp 69 cũng như là Totonator chính thức bắt đầu. Kích thước thì cũng hơi chênh lệch một xíu nhưng mà mình sẽ sử dụng Rayran Boost để coi coi. Ui, ê, đừng 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 đừng. Trời ơi, Biril chích một phát. Tơ tơ của mình muốn ngủm luôn ý. Boss Biril mạnh thiệt sự. Rồi luôn. Wow, đây là tiến hóa Mega rất là đẹp các bạn ơi, nó có màu xanh lá cây nè chứ không phải màu vàng giống như mấy con Boss Biril khác ấy. Nếu mà kỹ năng của rồng không xi nhê thì thử dùng phun lửa coi. Ui chết rồi. Charmeleon của mình đánh không lại rồi các bạn ơi. Như vậy thì nếu đánh với boss này á thì ít nhất mình cần phải có những Pokemon cấp 4 mươi mấy cơ. Thì đánh với lại chứ vàng 30 mấy của mình á thì đánh không xi nhê rồi. Kỹ năng hệ chiến đấu coi. Coi coi có đánh được không nhá. Ui ui. Ý Biril đánh không được, em sắp ai kìa. Ủa sao hay vậy? Ôi chết rồi, đánh đánh được rồi. Ôi có cho chạy không? Ôi ok để mình chạy các bạn ơi, chứ thật sự là mình không phải đối thủ của boss Biril đó rồi á. Chết không. Toàn là boss mạnh nhưng mà chắc mình phải tìm một con boss nào cấp độ thấp thấp hơn á để mình đánh thôi, chứ đánh boss đó thì no hope lắm. Và để sử dụng những cái trái Ultra Ball này tốt hơn á thì các bạn có cho mình một lời khuyên là nên bắt những Pokemon kiểu như là Legendary á thì nó sẽ đúng cái khả năng của quả bóng này á, chứ mình đem bắt mấy em kiểu như thấp thấp như vậy thì nó sẽ hơi phí á, nên giờ mình sẽ rút kinh nghiệm và bắt những cái Pokemon Legendary bằng cái Ultra Ball này nhá, không sử dụng phung phí nữa. Mà khoan, trong đây á nó còn có một loại bóng Pokemon mà mình thấy khá là hay nữa, đó chính là con nào Diff. Đây nè, Diff Ball này, loại này thì nó sẽ cho mình khả năng bắt được những Pokemon nằm ở dưới nước tốt hơn á. Mình thì chưa có em Pokemon nào hệ nước hết trơn, nhưng mà có một điểm đặc biệt mà rất nhiều bạn phát hiện luôn là cái dàn Pokemon của mình á toàn là phái nữ không à. Pikachu nữ này, Houndoom cũng nữ này, Balnia cũng nữ, Sharpay cũng nữ và cả Totonator cũng nữ luôn. Không hiểu sao mình toàn bắt Pokemon nữ không nữa, chắc số mình nó vậy rồi các bạn ơi. Và bây giờ thì mình cần phải lấy những cái Apricorn màu xanh nước biển nè, cũng như là Apricorn màu hồng này để chế tạo ra những cái Diff Ball nhá. Đây nè, Diff Ball thì cần có Diff Disc và cái này nó cần hồng với xanh. Giờ thì vô trong nhà và mình sẽ bắt đầu cái quá trình nấu nó ra luôn nhá. Rồi giờ thì mình sẽ chế tạo trước qua ba cái đi. Công thức của nó thì mình cần phải có thêm nút bấm đặt ở giữa nè, nắp ở trên và cái đế của bóng Pokemon. Vậy là có được ba trái Deep Ball rồi. Sẵn đây mình sẽ test luôn cho nóng nào. Từ từ về nhà đập tiếp thôi. Ở đây có Biril, trên cao là em Pokemon gì ta? Và hình như á em Chameleon của mình á các bạn có chỉ là cấp 36 sẽ tiến hóa. Nên mình sẽ ý ở đây có Guild nè. 25. Hay là mình cho Chameleon mình chiến đấu ta. Sẵn đó luyện level luôn. Được 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 được, chiến đấu với Guild thôi. Rồi trận chiến giữa Guild và Chameleon bắt đầu. Mình sẽ sử dụng kỹ năng ôi mà khoan. Em này là hình như hệ đá các bạn ơi. Ủa nhưng mà em Chameleon của mình vẫn có thể sử dụng kỹ năng của hệ rồng để tấn công nè. May quá may quá. Rồi và kết thúc được Guild, nhận được 260 kinh nghiệm và đá lửa. Ok, cũng khá tốt á. Giờ thì đi loanh quanh đây tìm một vài Pokemon khác để bắt coi nào. Heracross. Cái con boss này cấp mấy ta? Để mình thử nha. Ui chết chết chết, phóng một rồi. Đó, phóng gì mới chuẩn nè. Rồi, trận chiến giữa
Nhưng mà hai cà rốt này tới cấp 69 lần á. Bằng với con Biri hồi nãy luôn. Test thử Ray Run Ray coi. Eo ôi, em này hình như tiếng nó mega luôn rồi hay sao ấy. Quýnh một phát nè. Đi lương em Chamelon của mình rồi. Thử kỹ năng của hệ rồng lại nè. Hình như kỹ năng hệ rồng không suy nhê các bạn ơi. Một hit là đánh bại được cái hai Pokemon mạnh nhất của mình rồi. Mà không cho mình chạy nữa, khó tính vậy. Ui. Vậy là lại bị đánh bại rồi. Có vẻ hôm nay không phải là ngày may mắn trong trong việc đánh boss rồi các bạn ơi. Gặp toàn boss mạnh không à. Tạm thời thì mình hãy bỏ qua cái diện đánh boss đi các bạn ơi. Từ từ mình sẽ đánh sau. Nhưng mà phía trước của mình kìa, các bạn có thấy mấy cái vàng vàng không? Là những cái Pokechat á. Corphis này liều thôi nghe. Dám khiêu chiến hả? Corphis này hệ nước mà dám đụng vô ha. Mình là hết toàn rồi. Để mình sẽ tiếp tục Ray Run Ray nè và đánh bại Corphis. Nhận được bao nhiêu kinh nghiệm đây? 459 điểm kinh nghiệm, quá là nhiều luôn. Và thêm được một cái Fresh Water nữa, khá là tốt á. Để mình tiến lại gần và mở những cái Pokechat đó nha. Mình sẽ chịu khó đi nhặt những cái Pokechat này một xíu, nhằm mục đích là tìm những cái món đồ tốt tốt á. Và được một cái đĩa nè. Cái đĩa dạy kỹ năng này á, mình có thể dạy kỹ năng cho mấy em Pokemon của mình. Nếu mà kỹ năng tốt thì mình sẽ giữ lại nhá. Coi nào. Nhưng mà trước tiên dạy á, thì mình cần phải coi giá cái đã. Nếu mà giá càng cao á, thì cái đĩa đó sẽ tốt á các bạn ơi. Nhưng mà giá thấp thì chắc mình sẽ bán luôn. Chứ kỹ năng kém quá thì mình cũng không có dạy cho mấy em Pokemon á. Rồi và phía này còn hai cái Pokechat để mình sẽ mở nốt luôn. Đó, quá trời đĩa luôn nè. Và đây là cái Master Chat. Ra một cái đĩa màu cam. Ui, ở đây có em Charizard nè. Hình như em này là tiến hóa cuối cấp cuối cùng của cái em gì mà lần trước mình gặp bên kia ta, mình quên mất tiêu rồi. Wow, cái này là vừa hệ hệ bọ với hệ điện luôn nè. Mình nghĩ là nên bắt em này các bạn ơi, em này tiến hóa cấp cuối rồi nè. Được 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 được, rồi đầu tiên thì mình sẽ triệu hồi em này hệ điện với hệ hệ bọ ta. Không biết hệ hệ đồng có đánh đánh lại không nữa. Ủa hệ lửa chứ, hệ lửa mới có đánh lại em nữa. Để mình test thử nha. Rồi giờ thì mình sẽ thử sử dụng đốt coi. Bỏ mà. Ý đúng rồi. Được thì xử các bạn ơi. Giờ em này đã khá là yếu rồi á. Ui quýnh một phát em Charmeleon của mình bị tê liệt luôn kìa. Nhưng mà rất tiếc, mình sẽ sử dụng bổng chữa Pokemon để bắt em Charizard này. Được không, được không? Bắt được đi, bắt được đi. Bruh. Ui chết rồi, em này khó tính quá. Không bắt được các bạn ơi. Mình phải triệu hồi cho Sonator để làm tăng cơ. Chịu đòn một tí để mình sử dụng bấm chứa Pokemon thôi. Đây, mình sẽ lấy cái bấm chứa nè. Hay là mình dùng một hẳn một cái Ultra Ball ta. Ôi nhưng mà ôi, Ultra Ball mình chế tạo nãy giờ tốn kém lắm á. Để dùng bấm chứa Pokemon thường trước đi. Nếu mà thông ổn á, ba trái mà không ổn mình sẽ dùng Ultra Ball nha. Và trái thứ hai. Yes. Được rồi các bạn ơi. Wow. Ở đây á, thì các bạn cũng có chỉ mình thêm một cái câu lệnh rất là hay nữa. Đó chính là sẹp BC giống như vậy nè. Và mình có thể thấy được em Charizard đã vô trong máy tính của mình rồi. Thật là tuyệt vời. Hôm nay bắt được một em Pokemon tiến hóa cấp cao rồi đó. Chắc mình nghĩ lấy xong cái Pokechat này về nhà ngủ là vừa các bạn ơi. Mặt trời xuống núi mất tiêu rồi kìa. Mở ra một cái. Được một cái Anemar Berry. Cho thêm 25% máu nè. Mình sẽ để cho em này đi. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ cướp bộ về nhà để ngủ một giấc nhá. Rồi sau đó tiếp tục cái hành trình thu phục Pokemon thôi. Ôi em này có Pokemon thầy bọ nè. Ôi nhưng mà em này còn nhỏ quá nên mình sẽ không có bắt nha. Cũng như là không có tiêu diệt đâu. Cũng khá là tội nghiệp á. Rồi trước khi ngủ thì mình sẽ đập nốt cái số nắp Pokemon này nhá. Sau đó chế tạo luôn những cái Deep Pond đi. Một tí mình sẽ đi ra cái hồ hay là cái sông gì đó để mình bắt Pokemon cho nó dễ dàng. Đây, được tổng cộng là 9 Deep Pond luôn. Quá là tốt luôn á. Bây giờ thì mình sẽ ngủ một giấc rồi sáng thức dậy tiếp tục cái hành trình đi bắt Pokemon, cũng như là luyện level cho em Charmeleon mình thêm một tí nữa để em ấy dễ dàng tiến hóa hơn á. Và có khá là nhiều cái đĩa nè. Để giờ thì mình sẽ xem giá cả trước cái đã, xem nó như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ coi coi cái đĩa màu cam coi. Đĩa màu cam bán được 6.250 lận. Và cái đĩa hồng hồng này cũng khá là mắc nè.
Mình nghĩ mình nên dạy thử cho mấy em Pokemon này xem. Nếu mà những kỹ năng này tốt, chắc mình sẽ sử dụng lâu dài luôn á. Rồi nè. Ôi nhưng mà cái này như không dạy được cho em Charmeleon rồi. Vậy thì đổi sang Tyranitar thử sao. Cũng không được luôn các bạn ơi. Chắc đĩa này không có dạy được rồi hay sao ấy. Hay là không có đúng hệ ta. Mình sợ vậy không đúng hệ hay hay gì á. Rồi vậy thì thử sang cái đĩa này coi. Charmeleon xuất hiện lại nè. Rồi. Ui lại không dạy được nữa. Sao kỳ vậy. Ui. À cái này Poison Sharp có thể dạy được cho em Sharp A nè. Được đó nha. Đây mình sẽ thay thế cho kỹ năng này đi. Rồi. Vậy là em Sharp A của mình đã có được một cái kỹ năng mới rồi đó các bạn. Poison Sharp gây được bao nhiêu sức? 80 lần á, sức mạnh là 80 lần. Wow, một kỹ năng rất là tốt luôn. Được thì sợ vô trong lại đi sắp ai ơi. Rồi giờ thì đến cái đĩa này đi. Mình sẽ dạy thử cho Pikachu coi có được không nhá. Không dạy được cho Pikachu rồi. Houndoom thì sao? Dạy được cho Houndoom. Đây là kỹ năng của hệ bóng tối nè. Mình sẽ coi nào, cái này là 80, cái này 95. Mình sẽ thay thế cho kỹ năng Leer này đi. Vậy là Houndoom cũng đã có được một kỹ năng mới rồi. Khá là hay á. Ok, mình quyết định rồi. Giờ mình sẽ bán những cái đĩa giá thấp đi nha. Còn mấy đĩa giá cao thì từ từ. Mình coi dạy được cho em nào thì mình sẽ cố gắng dạy hết nốt luôn. Rồi và đã bán được cái đĩa giá thấp rồi. Chờ lại cái đĩa giá cao và tiếp tục lên đường để thuần phục Pokemon thôi nào. Ui, ở đây có nhà huấn luyện Pokemon à. À không, mấy này là người dân trong trong làng của mình các bạn ơi. Thằng này có em ba Pachirisu cấp 20 này. Hầu hết mấy em Pachirisu trong cái khu rừng vườn này á, ở khu rừng này á, hầu hết là cấp mười mấy đến 20 thôi các bạn ơi. Không em nào mà cấp cao hơn 20 hết á. Ít lắm. Nè, cấp 20 không à, đa số là cấp 20 thôi. Ui và ở đây có một cái cúc hồ nè. Cái hồ cái hồ này ngay bùn đầm lầy luôn. Ui được được được, ở đây có ý. Ui ui, em Pokemon này nước nè. Voi quát, hay là mình sẽ thử thử thuần phục một em như vậy coi. Được nha, mình chưa có em Pokemon nào hệ nước á các bạn ơi. Được được, đây chính là cơ hội để test cái Deep Ball đây nè. Đầu tiên thì mình sẽ hồi phục cho mấy Pokemon hết lại cái đã. Và sau đó triệu hồi ra em Pikachu đi. Tại vì đánh với hệ nước thì tốt nhất chúng ta nên dùng hệ điện các bạn ơi. Giật được dưới nước luôn á. Ở đâu em kia đi đâu mất tiêu rồi. Ui, lay hoay em đó, em bơi mất tiêu luôn rồi. Mình hơi chậm á. Ủa nhưng mà dưới này nó có cái gì nè. Để mình kiểm tra thử coi. Ủa đây là cái loại khoáng sản gì mà nó phát sáng vậy. Cái này là Water Stone Shard. Là cái mảnh đá nước các bạn ơi. À cái này cái mình có thể ghép lại thành một cái Water Stone đó, dùng để tiến hóa cho những Pokemon hệ nước. Ui được hay sự. để dành và dưới này còn rất là nhiều luôn á. Đợi khi nào mình có một cái vài dụng cụ chuyên để lặn dưới nước thì mình sẽ trở lại khu vực này và đào những cái Water Stone Shard đó nha. Giờ thì qua đây và tìm thêm Pokemon mới thôi. Ui đằng kia có em Pokemon bay thông thả ghê chưa kìa. Không biết em đó em gì nữa, để mình xem thử nha. Đi xa quá không có coi thông tin được. Ui em này là hệ tiên và hệ bay cấp 40 mấy lần á. Ui mấy em tính ra mấy em Pokemon trên cao cấp cao ghê luôn á các bạn ơi. Ui trời có em này khiêu chiến với mình nè, được chiến đấu cùng với Charmeleon luôn, tấn công nè. Một hit là em này mất rất là nhiều máu rồi. Tiếp tục là kỹ năng phun lửa đi. Phun lửa sao đánh bại và được bao nhiêu kinh nghiệm, 200 điểm kinh nghiệm nữa, quá là tốt, quá là tốt. Và có được một quả trứng rồi, và mình sẽ đi thẳng về phía trước vì đang có một cái Master Chat. Ui nhưng mà đằng kia có cái nhà gì kìa. Ui đằng kia có cái nhà gì kìa. Ui bé dịch bé dịch bé dịch si đất. Ui bé dịch dễ thương nhở. Để coi coi có bé dịch nào tiến hóa không nhá. Tại vì đây là cái vùng đầm lầy và có khá là nhiều nước nên những Pokemon hệ nước giống như vậy nè xuất hiện rất là thường xuyên luôn á. Cơ hội để mình tìm thêm những Pokemon hệ nước mạnh hơn. Và kể cả những em Swanna ở trên nữa kìa. Hình như em đó là Swanna thì phải á. Ui được được á. Và phía xa xa còn có một con boss. À không. Ủa nãy mình mới thấy con boss Gengar mà.
Chắc nó ngoài ngoài tầm radar rồi các bạn ơi. Thôi tạm thời thì mình gác qua mấy con boss đi, lại gần cái nhà này trước cái đã. Ui, Gliga cấp 29. Mình chưa biết em này hệ gì nữa. Để mình coi coi em này hệ gì rồi mình sẽ chọn Pokemon thích hợp đánh nhá. Em này là hình như hệ đất thì phải á. Wow, đất hả? Mình dàn Pokemon của mình thì đất thì mình nghĩ dùng em Tornator này chắc ổn rồi các bạn ơi. Rồi thử nha, thử nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ sử dụng kỹ năng hệ rồng trước đi. Và có gây được sát thương không? Úi chết rồi. Thôi xong rồi. Mình tấn công mạnh quá cái em đó gục luôn rồi. Bởi vì mạnh quá cũng khổ các bạn ơi. Đây có em nữa nè. Mà thôi đi, mình sẽ không có farm đâu. Và đây là Pokemon gì đây? Ủa tính ra cái khu vực này nhiều Pokemon mới lắm luôn á. Em này là hệ ma các bạn ơi. Như vậy là cái này là cái nhà bảo hoang nè. Tại vì xung quanh đây có rất là nhiều Pokemon hệ ma đang rình rập bên ngoài. Và em này rơi ra Ngọc Ender. Em này là em Mid-Reverse. Và tạm thời thì mình sẽ chui vô trong này đi. Ui, nhà huấn luyện Pokemon. À không, cái này là cô bạn gái ở trong team Magma Grun các bạn ơi. Ồ, bên kia là một Pokemon nữa kìa. Ở đây nhiều Pokemon lạ lắm luôn á. Đúng là căn nhà bảo hoang và đây là bông Lampent. Pokemon đèn và đây là boss nè. Ui từ từ nha, từ từ mình sẽ lại con boss đó sao. Giờ thì lên trên mở cái Master Chest trước các bạn ơi. Đây bà cô lên ngay chỗ này. Chỗ này. Ui lại có một em dịch nữa kìa. Ui. À đây nè 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 nè. Chandelure. Đây là dạng tiến hóa của em Lampent hay sao nè. Chứ gì nữa. Đây là cơ hội để mình bắt. Và mình sẽ sử dụng kỹ năng ngải rồng trước. Mình nghĩ khoảng hai đòn như vậy á thì chúng ta nên sử dụng bấm trước Pokemon để bắt là vừa rồi. Ray thêm một lần nữa. Rồi máu đã rất là yếu luôn. Mình sẽ sử dụng bấm chứa Pokemon thường để bắt em này cho nó tiết kiệm nhá. Pokemon xuất hiện. Đó, bắt vô trong rồi. Giờ thì chờ đợi thôi các bạn ơi. Không biết có bắt được không nữa. Ui chết rồi, em này bay ra khỏi bóng chứa rồi. Em này có vẻ khá là khó tính đây. Thôi ra chặn chịu đam xíu đi. Để mình dùng bóng chứa Pokemon mình bắt cái đã. Pokemon nè. Được không, được không? Vẫn không được. Đúng là mấy em đã tiến hóa có vẻ khá là khó tính để mình có thể bắt được á các bạn ơi. Mình nghĩ mình có nên dùng không ta? Vân vân quá à. Pokemon thêm một lần cuối nè, nhất quá tam nha. Ba bóng thường mà không được là dùng Ultra Ball liền để đỡ phải tốn thêm những ba bóng thường á. Rồi và thôi. Ui trời, quýnh em thôi thôi đã tô mình lọt dưới luôn. Hung hăng dạ. Quyết định rồi, dùng Ultra Ball bắt cho nó nhanh nhé. Rồi, Ultra Ball xuất hiện. Và không biết có bắt được hay không đây. Đố anh bắt được em. Cái gì? Mình dùng Ultra Ball mà vẫn không bắt được em này. Khó khăn nha. Ultra Ball mình sẽ dùng khoảng hai trái thôi các bạn ơi. Chứ dùng nhiều quá là nó lại lỗ á. Khó bắt em Pokemon này vậy. Giận lên rồi đó, tiêu diệt luôn. Làm ui trời ơi, giờ còn hồi máu nữa kìa. Dám. Dám hả? Dám đánh. Dám phản công hả? Phản công nè, mình sẽ kỹ năng ngải rồng luôn. Coi coi có tốn không nha. Đấy. Đi liền. Này thì dám đánh mấy em Pokemon của mình. Trời tối thui luôn rồi. Ấy hay là bây giờ mình sẽ cắm đuốc lên ta. Chứ giờ mà mình về á là mấy con Pokemon ban đêm nó xuất hiện là mình không có bắt được đâu á. Mở Master Chest trước đi. Và Master Chest có gì nào? Ui nó có cái gì á? Ui nó có cái lồng spawner các bạn ơi. Táo nào ở đây có. Ui ui ui. Suýt nữa thì trượt chân xuống dưới rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái Master Chest nè. Master Chest. Ủa Master Chest ra gì vậy? Ủa sao mình mở không được? Master Chest. Ủa dụ nhau hả? Rồi bị dụ rồi. Cất công qua đây. Rốt cuộc bị dụ một cú đau đớn rồi chứ. Trời ơi.
Ok, để bây giờ mình sẽ đặt ở đây một cái điểm nha. Tomorrow. Mình đã trở lại cái khu vực nhà này rồi các bạn ơi, và có vẻ cái MasterChef này là cái MasterChef lừa rồi, mình không có mở ra được ấy. Bo tày. Thôi giờ mình sẽ trở lại với con boss bên đây. Ủa nhưng mà hình như con boss nó despawn luôn rồi. Chết không, mất cả chì lẫn chài luôn rồi. Ok, giờ mình sẽ đánh với em Solo Seed này nhá, để luyện level cho em Chameleon của mình. Rồi, có lên, em này cấp 30 ấy nên chiến đấu hơi khó một tí. Rồi và chiều kết thúc. gần 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 lên cấp rồi các bạn ơi. Được. Slam Ball. Đúng thứ mình cần luôn. Ui, được thiệt sự. Và đây có một con boss Corphid nè. Ủa? Ủa, Corphid mà boss cái gì? Tại vì thường thường mình... Hay là cái này là phiên bản đặc biệt ta? Mình thấy thường thường Corphid là có màu... màu vàng cơ. Ủa, chết rồi. Chết không? Tại sao mình lại tấn công bằng đòn mạnh như vậy? Mình nên tấn công bằng đòn nè nè. Thường thường màu vàng vàng giống như vậy nè. Màu cam, vàng cam ấy. Em đó lại màu hơi trắng xám một tí. Đáng lý ra mình nên dùng một đòn nhẹ hơn một nữa để mình có thể bắt luôn á. Mấy em lạ lạ như vậy thì mình nghĩ nên bắt các bạn ơi. Nãy giờ liên thoa liên thiên mà mình không có bắt được cái em Pokemon nào xịn xịn hết. Ở đây có em dịch nè, không coi em dịch này cấp bao nhiêu. Mới cấp 5 mà, dịch con thôi. Ê, ê, đây, 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 dịch trưởng thành nè. Dịch cấp 30, 33 luôn, được, được, được. Rồi, ấy. Đánh với em hệ nước thì mình nên dùng Pikachu đi, để cho Pikachu có cơ hội tỏa sáng với. Nè, Pikachu hệ điện nè, chiến đấu luôn thôi. Đầu tiên là kỹ năng Thunder Wave đi. Hy vọng là đừng có bại luôn nha. Ê, bị tê liệt rồi kìa. Ôi, dùng một phát bị tê liệt luôn. Được thiệt sự, giờ thì Spark thử xem hay được bao nhiêu sát thương. Ui, yếu lắm rồi, yếu lắm rồi. Cơ hội dùng bóng chứa Pokemon. Rồi mình sẽ sử dụng bóng chứa Pokemon ngay lập tức nha. Một bóng thường thôi. Và đây cũng là bóng Pokemon thường cuối cùng của mình á. Hy vọng là có thể bắt được. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Yes. Thấy chưa? Gà tay một phát Pikachu đã mang về một người bạn mới liền rồi. Để bây giờ mình sẽ lượn thêm vài vòng nữa coi em. Ui. Lên núi thì mình vô tình gặp được em Charmander nè. Mới có 16 thôi. Thôi xong mời Charmander ơi. Gặp Charmeleon là hẹo liền. Xui ghê luôn á. Nhưng mà mình bắt buộc phải chiến đấu để đánh bại và lấy thêm đồ cũng như là kinh nghiệm các bạn ơi. Hơi tiếc đó nha. Rồi và đây có một em Pokemon tên là Machop. Hệ gì đây? Hệ chiến đấu cấp 28. Mình nghĩ sau khi đánh bại em này á thì mình sẽ tiến hóa được Charmeleon á. Cố lên, cố lên. Ray lên, ray. Wow, dùng hệ lửa có vẻ đánh đánh cũng khá là ok á. Ok, tiếp tục tiếp tục. Ra lên, ray nè. Và chuẩn bị một hit cuối cùng thôi. Ngọn núi này còn rất nhiều ma chớp, nếu mà mình cần thì mình có thể trở lại để thuần phục ma chớp sau và kết thúc ma chớp thôi. Xong, và chuẩn bị lên cấp rồi, có tiến hóa hay không? Nhặt hết nè. Đây rồi, đây rồi. Charmeleon đang tiến hành quá trình tiến hóa. Chuẩn bị đón nhận rồi các bạn ơi. Và coi nào. Ui, sao cho nhìn cận cảnh vậy? Đã tiến hóa thành Charizard rồi. Nhưng mà sao không cho nhìn? Ui, cái quá trình tiến hóa mà cũng không cho mình nhìn nữa. Buồn ghê luôn á. Đây có chiêu tấn công bằng cánh nè. Được được, mình sẽ thay thế kỹ năng này để áp dụng kỹ năng tấn công bằng cánh nha. Như vậy thì trong ngày hôm nay thì Charmeleon của mình đã trở thành Charizard rồi các bạn ơi. Và đã có thể cho mình cưỡi rồi nè. Thật là tuyệt vời. Giờ thì mình đã có thể bay lượn trên bầu trời. Và đang có một Pokemon huyền thoại kìa. NT. Ui, đây rồi, đây rồi, đối thủ đây rồi. Hồi máu liền em ơi. Mình sẽ thử cho em Charizard của mình test thử sức mạnh luôn nhá, bằng cách chiến đấu với Pokemon huyền thoại nè. Em này chắc cũng cấp cao đấy chứ không đùa đâu. Rồi, cấp 70. Ao ui, căng 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 căng. Nhưng mà tấn công bằng cánh thử xem.
Ui, có vẻ em này đánh không xuyên nhê em Charizard của mình. Và tấn công bằng cánh không gây được nhiều sát thương cho lắm đối với em NT này, nên mình sẽ sử dụng tấn công của hệ rồng đi. Xem coi có gây được sát thương không. Ui, gây được nhiều sát thương hơn xíu nè. Vậy cứ sử dụng hay là thử lửa ta. Thử nha, thử kỹ năng Flame Burst nha. Eo ôi, bại trận rồi. Em này khá là mạnh đó nha. Rồi giờ thì tới Totonator ra trận rồi nào. Ember thử xem. Phun lửa nè. Đó, phản đam. Nhưng mà với tình hình này thì có vẻ khá là khó bắt em NT rồi. Tại vì hai Pokemon mạnh nhất của mình là Charizard và Totonator thì một người đã bị đánh bại rồi đó. Em đã bị đánh bại rồi. Ui. Kỹ năng hệ rồng của em Totonator có vẻ khá là mạnh đây. Kéo được kha khá máu của NT rồi nè. Mình tin rằng mình có thể đánh bại được NT và thùng bộ. Nhưng mà mình thua. Em này mạnh thiệt sự đúng luôn các bạn ơi. Pokemon huyền thoại có khác. Để mình cố gắng lần 2 nhá. Hy vọng lần 2 thì mình có thể suôn sẻ hơn. Thử. Rồi đầu tiên là Water Sport. Ui nhưng mà không chịu nổi một hit của em này. Em NT này mạnh quá các bạn ơi. Mạnh thiệt sự luôn ấy. Kể cả Charizard và Totonator của mình, hai Pokemon đắc lực mà không đánh lại. Quá thật, muốn thu phục một em Pokemon huyền thoại không phải là một chuyện đơn giản đâu. Khó khăn thiệt sự luôn á, đằng này cũng có một em Pokemon gì nhìn ngầu lòi vậy. Đây lại là boss nè các bạn ơi. Wow, Absol. Ui, ngọn núi này là nơi hội tụ của những Pokemon xịn sò hay sao nè. Kia đằng kia cũng còn rất là nhiều Pokemon khác luôn. Hay là tại mình gớt xuống nước ta? Tại vì mình thấy em này khi gớt xuống nước cũng khá là yếu nè. Nó, bạn đam lại rồi. Cố lên, Raiden Boost một lần nữa nè. Cố lên, mình đang có lợi đó em ơi. À, thì ra đó là một cái kỹ năng của em Pokemon này. Kỹ năng Rot gì đó các bạn ơi. Mình không biết kỹ năng Rot đó có công... Hình như là có công dụng là khiến cho Pokemon bị thu hồi trở lại hay sao ấy. Chết rồi, hảo nào mình khi mà mình cấu được nhiều máu của NT quá là sẽ tự động em ấy dùng cái kỹ năng đó liền luôn. Hèn gì nãy giờ mình không có bắt được em ấy ấy. Ui, như vậy là em Pokemon này rất khó bắt luôn ấy. Các bạn có thấy không, mình đánh yếu là tự động sử dụng kỹ năng Rush để có thể rút lui à, nên không có thể nào bắt được em đó rồi. Mình phải kéo thiệt là nhiều máu, càng nhanh càng tốt ấy. Và đây là Pokemon gì đây? Alakazam. Đây là một con boss nè, mình sẽ thử thách đấu nha. Thôi là to ra trận đi, cấp 69 đúng không? Thử luôn. Và ui chết, nãy mình quên để ý hệ là hệ gì nữa. Ui, mình vẫn có thể gây được sát thương nè. Có cơ hội. Ui, mẹ máy quýnh mình hơi thốn ấy. Ui, nửa cây máu rồi. Mình vàng có vàng Pokemon khá là mùa hậu nên mình nghĩ mình có thể đánh bại được con boss này. Charizard ra trận nè. Cho em sử dụng cái kỹ năng Raiden Ray xem, kỹ năng mạnh nhất đó. Ui, chết rồi. Ôi, xong rồi. Tình hình này là thấy không ổn rồi đó các bạn ơi. Em Alakazam này khá là mạnh ấy. Giờ thì thử sắp ID kỹ năng mới nãy mình mới dạy cho em ấy nè. Đó chính là kỹ năng Poison Sharp. Đây rồi. Không có ảnh hưởng. À, như vậy là em này không có thể gây được sát thương cho em sắp ID của mình. Được thì sự cứ vậy mà phát huy thôi. Sắp ID ơi. Ừ, vậy là mình đã có thể khắc chế được em Alakazam này rồi. Đây có lẽ là con boss đầu tiên mà mình đánh bại hay sao? Ui chết rồi, chơi mà chơi chuồn. Trời ơi, chơi mà chơi chuồn kìa, các bạn có thấy mấy con boss nó thông minh không? Đánh không lại là chuồn liền luôn. Các bạn có thấy góc trái Gada chỉ gì không? Lavita ở phía trên kia kìa. Và đây là một Pokemon gì đây? Min Chao. Hệ chiến đấu hả? Mình có nên bắt ông ta, em này chắc là đã tiến hóa rồi nè. Được, mình sẽ cho Charizard ra chiến tấn công đi. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng kỹ năng nào đây ta? Kỹ năng Raiden Ray đi, mình nghĩ kỹ năng này có thể gây được sát thương nhiều cho em này nè. Thử xem. Nó
Cái được cái cá máu rồi, mình đánh nhanh đi rồi mình sẽ lên trên kia bắt em Lavita nhá. Cố lên cố lên cố lên Charizard ơi. Thì mình nghĩ là thêm một hit nữa đây là dùng bóng chứa Pokemon là vừa đó. Đừng nha, đừng có bại luôn nha. Dừng. Ừ hay quá. Vẫn có thể sử dụng được bóng chứa Pokemon ngay lập tức nè. Ultra Ball xuất hiện. Rồi bắt được. Đang 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 tiến hành quá trình bắt các bạn ơi. Và chuẩn bị. Yes. Mình đã bắt được một em Pokemon cấp 50 mấy luôn á. Wow, 51 lần các bạn ơi. Và giờ thì mình sẽ nhanh chân chạy lại chỗ em Lavita thôi. Đằng kia có em gì nữa kìa. Ôi, thôi, thôi, thôi. Ê, chết rồi. Lavita despawn rồi. Chậm 1 giây mình đã bỏ lỡ em Lavita rồi. No. Chết mình không. Hình như em Lavita đó xuất hiện vào ban đêm các bạn ơi. Như vậy mình biết rồi, những Pokemon mạnh thường xuất hiện vào ban đêm, thế nên chúng ta sẽ chuẩn bị tinh thần vào những chuyến đi săn Pokemon vào ban đêm sắp tới nha. Mình tin rằng khi mà mình trở lại khu vực này vào ban đêm trong thời gian sắp tới á, vẫn có thể gặp được, tại vì những cái Pokemon sẽ xuất hiện ở những địa điểm cố định mà, nên các bạn đừng lo lắng nha. Lavita nhất định sẽ trở thành người bạn của mình trong thời gian gần thôi. Còn giờ tụi mình sẽ lạc trôi ở đây xung quanh tí nữa rồi sau đó trở về nhà nhá. Ui Machoke. Pokemon nhìn lực lưỡng vậy. Ui, ui trời. Còn khoe body với mình nữa ha. Trời 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 trời. Được. Mình sẽ hồi máu cho cái em Minchao nãy mình vừa thuần phục nha. Sau đó cho em đó ra trận luôn. Dám khoe body với mình. Minchao ra trận đi Minchao ơi. Ra trận nè. Rồi. Ui chết 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 chết. Mình chưa hồi máu cho em Minchao. Để mình sẽ sử dụng kỹ năng có hệ giác đó nha. Aura Sphere. Búp. Dám nhờn với mình hả? Yếu máu luôn rồi, chắc mình sẽ bắt Pokemon này luôn nhá. Tại vì hôm nay mình bắt hơi ít Pokemon. Và tại mình có cái trái Ultra Ball nè, mình sẽ dùng luôn đi các bạn ơi. Để mình nhanh nhanh trở về nhà thôi. Và mình sẽ cố gắng chế tạo lại để bù cho cái trái Ultra Ball này nhá. Và bắt được luôn rồi. Với Ultra Ball thì việc bắt Pokemon nó sẽ trở nên rất là dễ dàng luôn. Và như em đó là dạng tiến hóa của em Mach Chop này nè các bạn ơi. Ừ, chắc vậy rồi. Khu vực này mình đánh giá là một khu vực tiềm năng để mình có thể bắt được những Pokemon xịn sò con bò luôn á. Để mình sẽ cố gắng quay trở lại khu vực này trong thời gian gần nhất nhá. Còn giờ thì mình sẽ trở về nhà sau một ngày dài bắt Pokemon thôi. Rồi hiện tại thì mình đang tiến hành quá trình hồi phục vết thương cho mấy Pokemon mới của mình. Và tổng cộng trong ngày hôm nay á thì mình bắt được tới 4 Pokemon mới các bạn ơi. Một á chính là Minchao, một Pokemon hệ giác đấu nè. Nhìn khá là đẹp luôn á. Đây mình sẽ triệu hồi ra đây để cho các bạn dễ dàng quan sát nè. Cấp 51 nha. Kế tiếp đến là Psyduck, em này là Pokemon hệ nước đầu tiên của mình. Kế tiếp nữa là Machoke. Cũng hệ giác đấu và nãy vừa mới khoe body với mình đó. Dám nhờn hả? Rồi và thêm một Pokemon nữa đó chính là Charizard này. Đây hình như dạng tiến hóa rồi các bạn ơi, có tới hai hệ lần á. Và đặc biệt nhất đó chính là em Charizard của mình đã tiến hóa rồi các bạn ơi. Thì em ấy đã cho mình cưỡi lên rồi nè. Không chỉ cưỡi đơn thuần gì đâu mà còn có thể bay lên trên không và bắt những Pokemon trên bầu trời rồi đó. Rất là top luôn á. Nên mình sẽ cố gắng chế tạo những quả Pokemon, bóng Pokemon á, xịn xịn trong thời gian sắp tới để quá trình bắt Pokemon của mình trở nên tiện lợi hơn nhá. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.